Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và bấm đăng ký kênh nhé. Cơ thể chúng ta chứa khoảng 70% là nước. Trong suốt quá trình vận động, chúng ta cần uống nước đủ và đúng cách để bù lại lượng đã mất. Sau đây là một số thông tin chia sẻ đến bạn về kiến thức uống nước đủ và đúng cách. Theo các nghiên cứu trung bình, người trưởng thành nên uống khoảng 2,7 lít đối với nữ và 3,7 lít đối với nam. Đây là lượng chất lỏng cơ thể cần, bao gồm nước, trà, trái cây. Mỗi ngày, theo thống kê, bạn sẽ nhận khoảng 20% lượng nước từ thực phẩm ăn. Nên có thể uống ít nước đi nếu trong món ăn đã cung cấp cho bạn đủ nước. Bên cạnh chế độ ăn hàng ngày, chế độ hoạt động và môi trường sống cũng có ảnh hưởng đến lượng nước cơ thể cần. Ở khu vực nóng khô, bạn sẽ cần nhiều nước hơn. Khi ở trên cao, nhu cầu dùng nước của bạn cũng lớn hơn ở mặt đất. Theo sự thay đổi thời tiết hay hoạt động cơ thể, nhu cầu sử dụng nước cũng có sự thay đổi. Khi bạn bị bệnh hay tiêu chảy, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước. Lúc này bạn cần bổ sung nhiều nước hơn, đủ để cho cơ thể duy trì các hoạt động trao đổi chất. Một số bệnh nhân tiểu đường hay đối tượng sử dụng thuốc lợi tiểu cũng nên uống nước nhiều hơn để bù lại lượng đã mất. Phụ nữ mang thai cần cung cấp đủ nước để tạo ói và sau sinh cần uống nước để thúc đẩy quá trình tiết sữa cho con bú. Uống nước đủ và đúng cách có thể giúp bạn ngăn ngừa được một số vấn đề về sức khỏe như: thứ nhất là giảm táo bón. Táo bón là một vấn đề phổ biến thường xảy ra khi cơ thể bị thiếu hụt chất xơ. Tuy nhiên, nước cũng có công dụng làm giảm táo bón cho sự hydrat hóa, làm mềm thực phẩm, giúp quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, giảm nguy cơ mắc và tái lại nhiễm trùng đường tiết niệu. Khi bạn uống nhiều nước, cơ thể sẽ thanh lọc được chất cặn và độc tố. Nhờ nước trung hòa mà độc tính sẽ giảm bớt, ngăn ngừa nguy cơ mắc hay tái phát nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bàng quang. Thứ ba, ngăn ngừa sỏi thận. Một số nghiên cứu cho thấy khi cơ thể cung cấp đủ nước sẽ đảm bảo lượng chất lỏng cho mọi hoạt động trao đổi chất. Đây cũng là cơ chế làm giảm nguy cơ sỏi thận. Đây mới chỉ dừng lại ở giả thiết, còn cần được nghiên cứu phân tích kỹ hơn để có kết quả chính xác nhất. Thứ tư, cung cấp độ ẩm cho da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nhiều nước thúc đẩy quá trình hydrat hóa trên da tốt hơn. Mặc dù vậy, đây cũng chưa phải là điều chắc chắn, nên cần được nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng hơn. Như vậy, uống bao nhiêu nước là đủ? Lượng nước bạn cần là lượng đủ để cân bằng hoạt động thể chất của cơ thể. Do vậy, bạn cần bổ sung nước thường xuyên. Biểu hiện khát nước thường báo hiệu cơ thể đã thiếu nước ở mức trầm trọng do bạn không ý thức được lượng nước cơ thể cần nạp vào. Khi cơn khát nước xuất hiện, bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi, đau nhức vùng đầu. Đó là nguyên nhân không nên chờ tới khi có cảm giác khát mới uống nước. Bạn có thể đánh giá sơ bộ lượng nước cơ thể cần qua màu nước tiểu. Hãy uống đến khi nào nước tiểu chuyển từ màu đục sang màu trong. Thực sự rất khó để đưa ra được con số chính xác về lượng nước mà cơ thể cần hay uống nước theo cân nặng. Nếu bạn đổ mồ hôi nhiều, hãy cần đảm bảo lượng nước để cân bằng cơ thể. Bạn cũng có thể bổ sung chất điện giải, natri hay chất khoáng để đảm bảo hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là phụ nữ mang thai và cho con bú, nhu cầu cung cấp nước cũng cao hơn. Như vậy, bạn có thể xác định uống nước bao nhiêu là đủ dựa vào màu nước tiểu hay cảm nhận của cơ thể. Hãy duy trì thói quen bổ sung nước đều đặn mỗi ngày để đảm bảo quá trình hydrat hóa và trao đổi chất được diễn ra thuận lợi. Trên đây là một số chia sẻ của mình.
về cách uống nước bao nhiêu là đủ. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.